cỡ này nè, còn 2 triệu, 2,5 triệu nè. Hồi đó mình đã đi theo ghe với cha mẹ để mua bán chồn hồi trước chiến tranh đó. Tính ra là từ đó tới giờ bán là nó luôn gần cả 1000 con giống luôn đó. Là cái mô hình này thì thấy nó nuôi hiệu quả nhiều, lợi nhuận cao mà nó đỡ tốn kém cái thức ăn mình tạo, nó dễ dàng, nó ăn tạp, như là cái gì mình cho nó ăn cũng được. Rồi như con này thì nó phái ăn chuối dữ lắm, trái cây đều, nói chung trái cây thì nó không. Chú bắt là được. Thì trung bình một tháng thì cũng ra được 20 con chừng con. Hiện giờ là bán mỗi một con vậy, chồng con vậy là từ 1,5 tháng tuổi là giá là 2,5 triệu một con. Còn giá thịt thì hiện giờ 1 kg 1,2 triệu. Vừa đúng tháng tuổi rồi.